Hôm trước các bạn đã học xong phần phát âm rồi, hôm nay các bạn sẽ bắt đầu sang phần tạo câu. Thì công cụ mình sẽ dùng để tạo câu là các loại từ. Từ thì các bạn thấy là nó sẽ có một số loại từ cơ bản thôi. Ví dụ như các bạn sẽ có là danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ. Ví dụ như là cái bàn ghế là danh từ đầu tiên, sẽ định hình tiếng Việt trước đã. Thì tiếng Việt với tiếng Anh thì loại từ nó giống nhau. Nên là ví dụ như bàn ghế, đàn ông đàn bà là danh từ. Còn đại từ thì các bạn ví dụ như để xưng hô ấy, tôi này, bạn này, anh ấy này. Động từ thì các bạn có chạy, nhảy, đứng, ngồi. Tính từ thì có đẹp, xấu. Trạng từ thì các bạn có thể dùng từ nhanh, rồi hôm nay, ngày mai. Đấy là trạng từ. Còn giới từ này, từ loại này, loại từ này nó hơi khó trong tiếng Việt. Các bạn vào câu các bạn sẽ được biết. Các công cụ loại từ này các bạn sẽ dùng để tạo ra một cái câu có một động từ, người ta gọi là câu đơn giản. Đấy, mục tiêu các bạn học loại từ thì tạo ra một cái câu đơn giản có một động từ. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ vào từng loại từ một. Trong các loại từ này thì anh sẽ cho hôm trước anh gửi cho bạn link rồi nhỉ, các bạn gửi link từ rồi à, gửi chưa nhỉ, thì hôm trước anh gửi cho các bạn cái link học từ không ta. Như chưa rồi. Ok. Trong loại từ này thì các bạn sẽ anh mỗi loại từ như cho một số từ nhất định, mà các bạn sẽ chỉ dùng các từ trong đây để đặt câu thôi, chứ không phải anh sẽ dùng bất cứ cái từ nào mà các bạn biết hoặc các bạn không biết để đặt câu. Nên là chúng ta sẽ học đồng mức như nhau. Đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ có danh từ trước, rồi chúng ta sẽ vào học từng loại từ một. Danh từ thì các bạn thấy là trong tiếng Việt của mình là những từ chỉ người hoặc là vật. Đó. Các bạn sẽ có ví dụ như là chàng trai, cô gái, bạn chẳng hạn. Thì danh từ trong tiếng Anh nó sẽ có hai cái loại đếm được, loại không đếm được. Cái này các bạn học về loại từ các bạn sẽ bắt buộc phải biết, vì là chúng ta sẽ dựa vào loại từ để các bạn câu, nên các bạn phải biết là từng loại từ đấy nó sẽ phân loại như thế nào và được sử dụng như nào trong câu. Thì danh từ trong tiếng Anh nó sẽ có hai loại, là loại đếm được, là nó trong từ điển nó sẽ ghi cho các bạn là chữ C, hoặc là một danh từ không đếm được thì trong từ điển nó sẽ ghi cho các bạn là chữ U, nó viết tắt của chữ này này và của chữ này này. Các bạn chỉ biết thế thôi chứ còn không cần nghĩa biết cái tên tiếng Anh của nó đâu, chỉ biết cái hiệu của chữ C này. Thì đếm được là những cái từ mà các bạn thường ấy, về mặt định nghĩa ấy, đó là những cái từ các bạn tách ra thành từng lượng, từng số lượng thì các bạn đếm. Ví dụ chàng trai, cô gái, bạn, các bạn có một chàng trai, hai chàng trai, một cô gái, hai cô gái chẳng hạn, thì các bạn có thể đếm được như vậy, các bạn đếm. Còn danh từ không đếm được thì thường là những danh từ riêng hoặc những cái mà lượng mà nó không thể tách ra thành từng sự vật mà đếm được. Ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Việt, London, Hà Nội, đấy là danh từ riêng. Còn tiền, giấy, nước thì chẳng hạn. Thì tiền thường các bạn nghĩ là ai chả đếm tiền, gọi không đếm được là vô lý, thì các bạn đếm cái lượng của nó. Các bạn đếm 1 đô, 2 đô, 1.000, 2.000, nhưng các bạn không đếm 1 tiền, 2 tiền. Giấy, rồi nước, nước thì không ai tách ra để đếm được. Đó. Nên là những cái từ này thì về mặt nguyên lý nó là U. Còn thực ra nếu các bạn muốn biết nó là C hay U thì các bạn phải tra từ điển. Muốn biết nó đếm được hay không đếm được thì phải tra từ điển. Đây các bạn thấy nhé, khi các bạn tra từ điển này, nó sẽ luôn báo cho các bạn loại từ này, thì ví dụ nhé, cái từ giáo viên chẳng hạn nhé. Các bạn thấy này, ở đây các bạn có chữ này, có phiên âm này, các bạn thấy bên cạnh nó sẽ ghi cho các bạn chữ C này. Có nghĩa là đếm được. Ví dụ các bạn có từ gì nhỉ? Cái bút đi, ngay bên dưới. Thì có từ này nó ghi này, có lúc sẽ dùng như C, có lúc sẽ dùng như U. Tùy trường hợp. Ví dụ như là tiền chẳng hạn này. Đấy, các bạn đấy, ghi cho các bạn đây chữ U này. Đó. Giấy. Giấy thì hơi phức tạp. Có lúc sẽ là C, có lúc sẽ là U. Đây, nghĩa đầu tiên của nó có nghĩa là U đây. Đó, nó cũng có nghĩa trường hợp nó cũng có nghĩa là C nữa. Đây, có lúc thì nó có nghĩa là giấy, nó nghĩa là báo thì paper nó cũng có nghĩa là báo luôn. Đó thì nó nghĩa trường hợp này nó dùng như C.
nếu mà nghĩa như giấy thì nó nghĩa là dùng như U. Thì nói chung muốn biết là CU, các bạn chỉ cần tra từ điển là các bạn ra. À, bây giờ trong các từ này thì đều anh cho các bạn một lượng từ nhất định để các bạn dùng luật câu. Đây là những cái từ các bạn sẽ dùng ở trong cái phần đầu tiên là phần danh từ để luật câu. Một từ thì bây giờ anh sẽ luôn cho các bạn là mặt chữ này, phiên âm này, loại từ này, nghĩa. Thì phiên âm sẽ giúp cho các bạn phát âm, loại từ sẽ giúp cho các bạn đặt câu. À, hôm trước anh có nói là anh có chỉ cho các bạn là có nói với các bạn là cái phiên âm này ấy, thì tất nhiên là khi các bạn nói các bạn chả việc gì phải nhớ cái phiên âm này, bởi vì tự nhiên đi nhớ thêm ra nó lại tốn thời gian của mình, tốn công của mình ra, nói thì đã không có thời gian rồi ai đi nhớ phiên âm nữa. Thế làm nào để thoát ly được phiên âm? Thì cái phiên âm nó chỉ là cái công cụ để các bạn đọc đúng cái từ ngay từ đầu. Và khi các bạn gặp một từ mới bất kỳ thì các bạn sẽ phải biết phiên âm của nó. Và việc tiếp theo để thoát ly khỏi nó sau này, các bạn sẽ phải lặp lại nó đủ nhiều để sau này các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ lập tức đưa ra âm thanh này. Thì mỗi từ ấy, về cơ bản những cái từ này là các bạn biết rồi, thì là anh sẽ yêu cầu các bạn phát âm một cái từ này lại dựa vào phiên âm. Thì mỗi từ các bạn sẽ phát âm cho anh từ 3 đến 5 lần. Ví dụ nhìn vào phiên âm các bạn nhé. Ví dụ như từ này các bạn sẽ học là boy, 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 girl. Các bạn có chữ L này này, có nghĩa là girl không nhé. Girl, girl. Đó, rồi friend, friend, friend. Đó. Thì khi các bạn lặp lại sau này các bạn sẽ nhìn cái từ này và các bạn sẽ tự động bật ra cái này. Đó. Tất nhiên là các bạn sẽ học không phải mỗi các bạn lặp một lần, tí anh còn kiểm tra lại các bạn phát âm, do đó là các bạn còn dùng để đặt câu nữa, nên các bạn đặt nhiều sau này phát âm của bạn tự động ra này. Đây là cách để các bạn thoát ly khỏi phiên âm, tức là cứ gặp một từ tra phiên âm và phát âm nhiều lần thì các bạn mới có thể nhớ được. Ví dụ như là cái này cái từ Oxford chẳng hạn. Rồi lấy một từ bất kỳ đi. Những từ này thì các bạn có thể đoán được phiên âm vì nó cái từ này nó khá thông dụng. Anh thử lấy một cái chữ gì đấy. Đây, ví dụ chữ này chẳng hạn. Các bạn thử đoán xem phát âm của nó là gì. Thường các bạn sẽ khó đoán. Từ này là từ cơ bản đấy nhé. Thường thì các bạn sẽ khó đoán. Thì đây, anh nhìn đây đây, nếu anh tra nó anh sẽ thấy là đây là phiên âm của nó và anh sẽ đọc vài lần. Device, 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 device. Thì sau này khi vào câu ấy, ví dụ như này anh có thể là đây anh ghép từ này, listening với device nhé. A listening device. Đó, thì anh sẽ nhớ cái từ này mà tự động hệ thống phiên âm của anh sẽ đọc từ này là device. The new devices. Đó. Electrical labor saving devices. Thì khi anh đã quen rồi thì cái hệ thống phát âm mình sẽ nhìn cái từ này tự động tạo ra một âm thanh đúng. Nên là mỗi từ mới các bạn đều phải lặp lại cho anh một cái từ với một lượng nhất định. Ba, anh cứ gọi là 3 5 lần, thì nếu các bạn quen các bạn phát âm cho anh 3 lần. Không quen thì phát âm cho anh 5 lần cũng nó. Nếu các bạn phát âm 5 lần mà vẫn chưa nhớ được hoặc vẫn sai thì các bạn phải phát âm nhiều hơn 7 lần, 8 lần, chục lần nữa. Thì nó sẽ đưa hệ thống phát âm của các bạn thành phản xạ. Thì sau đó các bạn bật ra đúng. Rồi các bạn phát âm cho anh tất cả những cái từ này mỗi từ 3 đến 5 lần. Sau đó tí anh sẽ kiểm tra lại phiên âm. Ví dụ như chữ này các bạn thông thường các bạn đọc là book. Thì bây giờ các bạn phải đọc là book đúng phiên âm. Đó, book có chữ cờ bật ra. Pen, chữ N cuối cùng pen. Cái này không phải là ca mà là car. Motorbike. Cái này không phải là cat mà là cat. Dog không phải, phải là dog, có chữ G của dog. F, ơ với L thành O, apple, 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 đó. Rồi, bây giờ các bạn phát âm nhanh mỗi từ 3 năm này, bắt đầu. Cứ lặp nhá, từ nào các bạn làm chủ rồi thì các bạn phát âm ít, không làm chủ thì các bạn phát âm đủ nhiều thì các bạn quen được cái không? Vì nó dễ.
Ok, giờ anh sẽ hỏi nhá. Thủy cho anh trước đi. Rồi, cô gái. Girl. Xe máy. Motorbike. Con mèo. Cat. Giáo viên. Teacher. Sinh viên. Student. Quả táo. Apple. Xe hơi, xe máy, xe ô Car. tô, Car. xe máy. Motorbike. Tốt. Trong lúc anh hỏi một bạn thì các bạn cứ tự phát âm theo nhé. Các bạn sẽ thêm được càng nhiều lần lặp lại, các bạn sẽ càng nhớ. Rồi sang loại danh từ thứ hai là danh từ U. Các bạn có từ đầu tiên là từ này hơi khó nhé. Thường các bạn đọc English để nó, các bạn nhìn phiên âm các bạn sẽ thấy là nó khá phức tạp. Nó gồm có âm thứ nhất là âm ing và thứ hai là glish, g và lish âm dài nhé. English đấy mới là đúng, các bạn đọc English, English sở thì cũng không đúng. English, English từ này tiếng Việt, các bạn đọc là Việt Vietnamese, trong âm miss vào từ chính nhé, Vietnamese. Tất cả các tên riêng các bạn đều phải dùng phiên âm để phiên âm lại. Có những cái tên mà trong từ điển nó phiên âm cho rồi, ví dụ như London thì các bạn đọc là London, Hà Nội thì đọc là Hanoi chứ không phải là Hà Nội. Đó. Và tất cả các tên riêng khác, ví dụ các địa danh ở Việt Nam ấy, các bạn cũng đều phải đưa ra các cái phiên âm để cho nó đúng với tiếng Anh, thì giống với cái nó đạt được điều kiện là phải có phiên âm tiếng Anh và gần vẫn giống với âm thanh của tiếng Việt. Ví dụ như là các tên Nam với Lan, các bạn cũng không đọc bằng Nam và Lan được, bởi vì hai từ đấy âm A như tiếng Việt và âm A của chữ Lan này trong tiếng Anh nó không có, nên các bạn lấy cái âm gần nhất của nó là E. Các bạn sẽ đọc bằng Nam và Len, chứ không thể bắt người Anh người ta sẽ đọc được âm thanh sõi như tiếng Việt là Nam và Lan được, vì cái hệ thống phát âm của họ khác với của mình, họ chỉ lấy được 46 cái âm thanh đấy ra để họ tạo âm thanh thôi, nên là mình phải đưa vào. Ví dụ tên của anh là Thanh thì không thể yêu cầu người ta phát âm là thanh rõ ràng được, anh ấy bảo là người ta phát âm giống như chữ cảm ơn ấy là thank đó, thì đấy là tên của anh. Còn ví dụ như là gì nhỉ, Ngọc thì có thể viết phát âm của nó là nọ, thì đấy là cái âm thanh gần nhất người ta có thể phát âm tên của mình được đó. Và tên riêng thì tất nhiên là không có từ điển nào nó viết cho các bạn tất cả các tên riêng của tiếng Việt, các địa danh trên thế giới không thể nào mà có hết được, có những âm nào mà người ta là phiên âm cho rồi thì mình biết, còn nó không có thì mình tự tạo ra phiên âm cho nó giống với tên cái âm thanh đấy nhất của tiếng mình đó. Rồi tiếp theo là giấy, là money rồi, đấy mấy cái còn lại các bạn tự xem phiên âm nhá. Rồi bắt đầu phát âm nhanh, mỗi từ 3 5 lần, từ đó cũng làm chủ được thì phát âm nhiều lần hơn, nhưng tối thiểu phải 3 5 lần. Bắt đầu. Ok, giờ anh hỏi nhé. Thảo phát âm nhanh này. Tiếng Anh. English, Tiếng Việt. Vietnamese, London. London, Hà Nội. Hanoi, Nói, trọng âm đưa về đằng sau. Hanoi, Hanoi. Hanoi, Ok. Tiền. money, Giấy. paper, Nước. water, Rồi sao? time, Người thèm. Am. Tham. time, Tham.
Tham. Âm nhạc. Music. Thiếu chữ K, đọc cho anh 3 lần. Music. 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 Công việc. Em nó không nhớ đoạn cuối nó ghi chữ gì. Job hay Work. gì vậy? Work. Work. Vâng. Work. Job nó là C, công việc là U. Công Work. Work. ok. Rồi bây giờ anh sẽ hỏi lẫn giữa hai cái loại này. Các bạn nói cho anh danh từ đấy là gì và CU nhé. Tức là đếm được hay không đếm được. Ngọc nào. Chàng trai. Ví dụ anh hỏi chàng trai các bạn sẽ nói là boy. C. Đó. Xe máy. Motorbike. CU sẽ đếm. C. Thời gian. Time. O. Nước. Water. O. Quả táo. Apple. C. Cái bút. Pens. Pen. C. Đọc cho anh 3 lần không có sờ nào đấy. Pen. 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 Liên tục. Pen. Pen, pen, pen. Cho mồm mình nó quen. Đang ốm à? Vâng. Ôi trời, ốm phải dậy sớm mới học vất vả. Đây nhỉ. Sinh viên. Student. C. Công việc. Work. U. Ok. Rồi. Là các bạn sẽ có về cách dùng nhé. Đây là học từ này. Để các bạn sẽ biết dùng. Khi dùng một danh từ C trong tiếng Anh nó sẽ có bốn cách dùng này. Tức là các bạn không được để nó một mình mà các bạn phải đưa nó về một trong bốn cách sau. Cách đầu tiên là nó sẽ thêm chữ S đấy mà. Đằng sau. Thêm chữ S này vào đằng sau danh từ này. Nó tạo ra nghĩa những. Ví dụ như các bạn có chữ chàng trai là boy thì khi các bạn tạo ra những chàng trai các bạn sẽ thêm S vào. Đó. Những chàng trai sẽ là boy thêm S, những cô gái sẽ là girl thêm S. Thì cái chữ thêm S này nó sẽ có hai cách đọc, là cách đọc là S và cách đọc là Z. Đó, thì khi nào đọc là S, khi nào đọc là Z thì các bạn sẽ nhớ cho anh cái này. Có 5 trường hợp sẽ đọc là S, ít lắm, còn lại tất cả còn lại sẽ đọc là Z. Những trường hợp vì âm S nó đậm như thế này này. Thế là tất cả những trường hợp kết thúc bằng âm đậm này là âm P này, âm F này, âm K này, âm T này và âm dấu 15 là âm S này. Thì những chữ G kết thúc bằng những âm đậm này thì sẽ đọc là S, danh từ ấy. Kết thúc bằng những âm đậm này thì sẽ đọc là S. Còn lại tất cả các trường hợp khác trắng này các bạn sẽ đọc là Z, giống như âm Z này. Thì riêng trường hợp số từ 9 đến 14 này nó có cách phát âm khác. Nó khi tận cùng mà những cái âm từ âm 9 đến âm 14 này thì các bạn thêm chuyển sang nghĩa những, nó không thêm S, nó thêm ES. Cái đấy các bạn sẽ nói sau. Và bây giờ nhớ cho anh trừ 5 cái âm này ra. P, F, K, T và âm F, đọc là S. Còn lại tất tần tật từ nguyên âm cho đến các phụ âm khác. Kết thúc của những âm này các bạn sẽ đọc là Z. Giờ vào danh từ nhé, các bạn sẽ thấy này. Thủy này. Những chàng trai thì thêm S vào, đọc là S hay Z? Z ạ. Là những cô gái. Z ạ. Những người bạn. Z ạ. Rồi những sinh viên. Sợ. S đúng không? Những quyển sách. S ạ. S những giáo viên. Z ạ. Đúng rồi đấy. Nguyên âm này thì các bạn thì trừ 5 cái âm này ra. Còn lại sẽ là Z chết. Bây giờ gì phát âm luôn cho anh này. Những chàng trai. Thì phát âm luôn cho anh đi. Boys, Những cô gái. girls, Những người bạn. friends, Những sinh viên. students, Đúng không? Những cái bút. bands, Những cuốn sách. bands, Những quyển sách. books, Những con chó. dogs, Những quả táo. apples. Hơi nó hơi mạnh z chứ không phải s.
Apples. 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 Ok. Đấy, trường hợp đầu tiên là tạo ra những này. Tí nữa anh sẽ phạt mở từ điển cho các bạn thấy. Một danh từ nó chỉ bắt buộc là C, các bạn sẽ chỉ phải đưa về một trong bốn trường hợp này. Đó, phải đưa về một trong bốn trường hợp này, không được để một mình. Ví dụ như là cô ấy thích chó chẳng hạn. Các bạn không được nói là cô ấy thích dog. Dog không, mà các bạn phải xử lý nó về một trong bốn trường hợp này. Xử lý như nào là chính xác. Trường hợp thứ hai là tạo ra nghĩa một. Các bạn thêm vào đằng trước. Ví dụ như là một chàng trai, các bạn sẽ có là a boy. Một cô gái là a girl. Riêng trường hợp mở đầu bằng nguyên âm, trong phiên âm không phải dòng bằng chữ nhé, thì các bạn sẽ có là ân, chữ ơ này chuyển thành chữ ân và đọc là an apple. Đó. Ok. Gì nhỉ? Thảo nào. Một chàng trai. Gì? A boy, Đúng rồi, một cái bút. a pen, Một cái ô tô. a car, Một con chó. a dog, Một con mèo. a A cat, đọc danh từ cat là 3 lần, phát âm của em chưa đúng. cat, cat, cat. Cat, 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 lặp liên tục vào cho mồm nó quen. Cách, cách, cách. Đó, tí phát âm nó sẽ hệ thống tự động quen, nó bật ra. Một quả táo. An apple. Một chiếc xe máy. A motorbike. Đó, em thấy của em chịu chữ K. Đọc cho anh 3 lần, motorbike. 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 Ok. Rồi, trường hợp thứ ba là thêm chữ này vào. Chữ này là đọc là the. Đây, các bạn nhìn phiên âm của nó này, the, the. Thì nghĩa của chữ the này là đó hoặc là ấy. Các bạn cũng thêm vào đằng trước. Ví dụ các bạn có chàng trai đó là the boy. Nhiều bạn học tiếng Anh trước đây các bạn có biết cái chữ này nhưng mà các bạn không biết nghĩa. Nó có nghĩa có nghĩa là một. The này có nghĩa là đó ấy. Thì chàng trai đó là the boy, cô gái đó là the girl. Người bạn đó là the friend. Đó. Ok. Ngọc phát âm nhá. Quyển sách đó. The book, Cái xe máy đó. the motorbike, Con mèo đó. the cat, Cô gái đó. the girls, Sao đó. the girl, Ok. the girls, Người bạn đó. the friend, Thêm nhịp đờ là the friend. the Đúng rồi, sinh viên đó. student. Lại. The student. The student. The student. Ba lần. Student. 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 Ok. Rồi trường hợp cuối cùng là thêm dơ. Và kèm luôn trường hợp đi với số nhiều. Tức là thêm S. Đây, số nhiều này thêm S. Thì từ đấy nó kết hợp vào tạo ra nghĩa. Thêm S là những. Thêm dơ là đó ấy. Các bạn sẽ tạo ra nghĩa những đó ấy. Ví dụ những chàng trai đó là the boys. Cô gái đó là the girls. Những người bạn đó là the friends. Đó. Ok. Thùy nè. Những chiếc ô tô đó. Cars. Người ca đọc thành 3 lần kho. Cars. 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 Không có dừ đâu nhá. Tí nữa dừ sau. Được rồi. Đọc lại kho. Cars. 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 Chiếc ô tô đó, những chiếc ô tô đó, Cars. những con mèo đó, The cars. lại cat, Cars. cần cat, Cars. Cat, cat, cat. rồi những con mèo đó, The cat. những con chó đó, The dogs. còn thiếu một cái vừa nãy, khi nào dơ các bạn đi trước nguyên âm thì các bạn đọc nó thành di. The, the. The apple. Những quả táo đó sẽ là the apples. Đó. Không đổi mặt chữ nhưng mà phát âm bị thay đổi. Rồi. Rõ những giáo viên đó.
teachers, Những người bạn đó. the friend, Z của anh đâu? the friend, The friends. the friends, Những quả táo đó. the apples, Những chiếc xe máy đó. the motorbikes. Ok. Rồi, bây giờ anh sẽ hỏi lẫn 4 trường hợp nhé. Ví dụ chàng trai, những chàng trai đó là boys, một chàng trai là a boy. Chàng trai đó là the boy và những chàng trai đó là the boys. Anh sẽ đảo lẫn lên anh hỏi nhá. Vừa nãy Thủy đang Thảo nào. Quyển sách đó. A pen. Cái gì đấy? Quyển sách mà lại là pen. À, Mà đó cơ mà, đâu phải một a đâu. book. Đó cơ mà. The book. Đúng rồi. Những sinh viên. The students. Những thêm cái gì? Em, the students. Những thêm giờ. Em có thêm S ở cuối chắc ba năm không Những rõ. thôi, những thôi, chỉ có thêm S thôi. Khi nào những đó thì mới thêm giờ chứ. À vâng. Lại. Students. Rồi, một giáo viên. Teacher. Những chiếc xe ô tô đó. The car. Lại kha ba lần. Kho. The cause. Kho, và đọc cho anh ba lần. Kho, kho, kho. Call. Những chiếc ô tô đó. The Một con mèo. cause. A cat. A cat. A cat. Những con chó. The dog. The dog. Những thêm S, không có dơ. Cái nào những con chó đó, phải có đó mới dơ. Vâng. Những con chó Dog. dogs. Một quả táo. An apple. Rồi tiếp nào. Ngọc nào. Những quyển sách. Bật mic, bật mic, bật mic. Books. Chiếc bút đó. Pens. Không có giờ, đó thôi, số ít. Chiếc bút đó. Phát âm lại. The Những người bạn. friends, Những sinh viên đó. students, Một cô gái. a girl, Những chàng trai đó. the Chiếc xe máy đó. motorbike. Đó lại đi. The Rồi. Những đó. pens. Ok. Rồi. Khi một danh từ các bạn thấy là C, các bạn sẽ nhìn nhé. Ví dụ anh lấy chữ boy này chẳng hạn này. Các bạn sẽ thấy nó xuất hiện những cái trường hợp dùng của nó này. Đây này. Những chàng trai đó này, the boys. Đây này. Số nhiều này, boys thêm s này. Đó. Boys thêm s. Rồi cái này thì nó boys thêm s này. Boy này. Này. Nó thêm cái từ nữa đằng trước nữa. Cái này thì các bạn chưa học được, nó cũng là một danh từ. Đây cũng boy này. Đó, the boys này. Good boy, cái câu này khen nó là trường hợp dùng riêng, không liên quan. The boys này, nó có thêm một danh từ nữa đằng trước. Đó, tức là nó sẽ luôn đưa cho các bạn về một trong các trường hợp dùng của cái từ này, chứ nó không phải là nó dùng riêng thành một mình một từ ấy. Thế là các bạn sẽ phải nhớ cái cách dùng của nó, sau này các bạn tự thêm vào. Đó, đây mới lại học từng từ, còn sau này đặt câu các bạn sẽ phải biến nó về một trong những dạng này. Còn danh từ U thì nó không có dạng sử dụng nào, nó chỉ có một cách dùng duy nhất là giữ nguyên. Ok. Bây giờ anh sẽ có một số câu tiếng Việt. Các bạn tự xác định cho anh xem là
chỗ nào có danh từ các bạn xử lý cho anh danh từ ở chỗ đấy. Ví dụ như anh có câu là cô ấy là một giáo viên, các bạn cô ấy thì chưa học, là chưa học, nhưng một giáo viên thì các bạn có thể xử lý được, xử lý cho anh danh từ đó. Còn các loại từ cô ấy là thì sau này các bạn học các loại từ khác các bạn sẽ xử lý dần dần hết cái chỗ đấy nha. Ok, Thủy trước này. Cô ấy là một giáo viên thì các em sẽ nói cho anh là một giáo viên em xử lý được thì đọc là a teacher cho anh nha. Họ có những chiếc xe máy đẹp. The motorbikes. Những này là the. Motorbikes. Tôi là một sinh viên. Ba lần. Ba lần. Ok. Tôi biết những sinh viên đó. The students. Ok. Cô ấy ăn một quả táo. An apple. Quả táo đó có độc. The apple. Ba lần gì? The apple. Không có dừ đâu nhá. The apple thôi. Rồi thế quả táo đó có độc sẽ là gì? The apple. The apple. Rồi tiếp. Ngọc nào. À Nguyên Thảo nào. Cô ấy có một con mèo. Ba lần cat. Cat. Đấy các bạn thấy không? Cái việc các bạn phát âm sai những cái từ quen này là rất thông dụng. Bởi vì trước đây các bạn phát âm không có phiên âm thì các bạn phát âm theo hoặc là cô giáo hoặc là theo bản năng. Các bạn đọc như thế, còn bây giờ các bạn phát âm có phiên âm các bạn sẽ phát âm đúng thì cứ sai. Bây giờ các bạn không chỉ là học từ mới mà các bạn phải sửa các cái lỗi cũ nữa. Mà cái lỗi cũ nó hình thành cả mấy chục năm rồi. Đấy, ít thì là một vài năm, 5, 10 năm, còn nhiều có khi đến 20 năm rồi các bạn dùng cái từ này theo nghĩa đấy, nên bây giờ các bạn phải sửa lại khá lâu. Đấy, nó thành phản xạ các bạn, phản xạ đúng thì không sao, nhưng phản xạ sai thì phải sửa nhiều lắm. Thế là cứ mỗi lần các bạn sai anh sẽ yêu cầu phát âm lại 3 5 lần cho hệ thống phát âm của các bạn quen thì thôi. Nguyên lý nó không khó. Các bạn cứ lặp lại đủ thì các bạn sẽ có phản xạ. Đó, còn chưa đủ của mỗi người nó sẽ khác nhau. Có người lặp nhiều, có người lặp ít, các bạn sẽ đủ, nhưng các bạn cứ sai thì các bạn phải lặp. Quên cũng lặp. Đó, rồi. Xem nào, tiếp này. Chiếc xe ô tô đó màu đỏ. Gì cả. Cậu ấy có những quyển sách hay. Boy. The boy nào? Cậu ấy cơ mà. Cậu ấy có những quyển. Không, cậu ấy là đại từ. Danh cái danh từ em trong quyển trường hợp này là quyển những quyển sách hay. Những cái sách hay. The books. Rồi. Những thêm cái gì? The Những thêm book là thêm thêm s, z thêm s đọc nó à. là s luôn chứ không phải là z đó. Nói đi, cậu ấy có những quyển sách hay thì sẽ là gì, xử lý cho anh. Books. Books. Con chó đó là của cô ấy. Sơn đỏ. Ok, rồi. Quả táo đó ở trên đĩa. The apple. Ba lần the apple. The apple. Những giáo viên đó đến từ Hà Nội. Những đó vừa dơ vừa ép. Mấy Hà Nội nữa, nó cũng là danh từ đấy. Hà Nội. Đến từ Hà Rồi. Nội thì không không có dơ gì đúng không Đúng ạ? rồi, Hà Nội là ô Hà giữ Nội. nguyên, đúng không? Rồi Ngọc nào. Chúng ta cần thêm thời gian. Chúng ta cần thêm thời gian.
Thầy. Cậu sinh viên đó không có tiền. Có hai sinh viên, cậu sinh viên đó không có tiền. The student Ok. Cô gái đó thích âm nhạc. money. The Ok. Rồi. Đấy là xong rồi danh từ, các bạn sẽ nhớ này, danh từ có hai loại. Đếm được C và không đếm được là U. Đếm được thì các bạn phải đưa về một trong bốn trường hợp. Thêm S. Những ơ nghĩa một, thêm dơ là nghĩa đói, và thêm dơ với S là những đói. Danh từ U các bạn chỉ có một trường hợp sử dụng duy nhất là giữ nguyên nó. Khi nào vào câu các bạn cũng sử dụng y hệt như thế. Và bây giờ các bạn chưa có động từ nên các bạn chưa tạo câu được. Nếu có động từ các bạn sẽ tạo câu. Rồi xong lại từ thứ hai, danh từ xong này. Và từ thứ hai các bạn là đại từ. Đại từ này các bạn biết nó là từ nào trong tiếng Việt á. Đại từ chính là những cái từ cơ bản nhất. Thực ra đại từ nó khá nhiều nhưng mà chúng ta học loại cơ bản nhất là cái loại để xưng hô ấy. Tôi này, cậu này, họ này, chúng ta này, bạn này. Đấy, những từ đấy sẽ là đại từ. Thì trong tiếng Việt mình có những cái đại từ đấy, tiếng Anh nó có những đại từ nào. Rồi. Đại từ trong tiếng Anh các bạn cần phải lưu ý cho anh một điều là nó có hai loại. Những từ để xưng hô ấy. Nó có loại đứng trước động từ các bạn phải dùng bên này. Và đứng sau động từ các bạn phải dùng bên này. Động từ thì chưa học những tí, có động từ các bạn vào các bạn phải ý. Ví dụ anh có câu là tôi yêu cô ấy. Thì các bạn thấy chữ tôi này đứng trước động từ yêu thì các bạn sẽ phải dùng bên này. Cái cột bên trái này là cột đứng trước, cột đằng sau này là đứng sau. Ví dụ như các bạn nói là tôi yêu cô ấy thì các bạn sẽ nói ai. Còn cô ấy này đứng sau động từ yêu thì các bạn không được dùng chữ she này mà các bạn phải dùng chữ đằng sau này là chữ her. Đó. Ở Việt Nam thì các bạn có một cái điều là tiếng Việt mình cô ấy dù nó đứng trước hay đứng sau thì nó vẫn là chữ cô ấy. Ví dụ cô ấy thích tôi thì chữ vẫn là cô ấy, tôi thích cô ấy thì vẫn là chữ cô ấy, không bị đổi chữ khác. Về tiếng Việt là nguyên lý của tất cả các từ trong tiếng Việt nó không có sự biến đổi về từ. Thế nên là mình dùng rất dễ, mình từ của mình không bị biến đổi. Nhưng mà tiếng Anh thì nó bị từ của nó bị biến đổi khá nhiều và các bạn sẽ phải nhớ những cái quy luật biến đổi của nó. Đại từ là một trong những thứ bị biến đổi. Đấy, đằng trước thì dùng cái này nhưng đằng sau thì phải dùng cái chữ này cơ. Đó. Cái này thì nhiều bạn biết nhưng mà các bạn phải quy nó về một cái kiến thức cơ bản để các bạn nắm nó sau này. Chứ các bạn biết mơ hồ thì nhiều bạn, anh nghĩ là cái này các bạn đều học rồi, các bạn đều biết rồi nhưng mà các bạn phải biết chắc nó về kiến thức vì các bạn sau này các bạn đặt câu phải dựa vào loại từ nhưng các bạn biết chắc nó dựa trên loại từ. Thì cái loại từ đại từ này nó sẽ phải có hai bên, bên đứng trước và bên đứng sau. Đấy, bên đứng trước các bạn dùng cái này, bên đứng sau dùng cái này. Đó. Còn cái he she it thì tại sao anh in đậm thì anh sẽ tính sau. À, khi nào các bạn có động từ các bạn đặt câu thì anh sẽ nói. À, bây giờ các bạn phát âm lại cho anh phần đại từ cột đứng trước mỗi từ 3 5 lần nhìn vào phiên âm và phát âm nhé. Ví dụ có những từ các bạn phát âm có thể các bạn biết rồi nhưng phát âm chưa chắc đã đúng. Từ she này chẳng hạn. Đa phần người Việt Nam đọc chữ này đọc là si. Tức là các bạn đọc là chữ s ngắn. Còn các bạn thấy phiên âm của nó chữ s dài nên các bạn phải đưa lưỡi xuống dưới she. She không dễ đâu nhá. Còn chữ này đa phần chúng ta sẽ đọc là it. Các bạn đọc là it. Nhưng mà muốn đọc đúng nó phải đọc là it. Có chữ tờ cuối. Những cái âm cuối thì như anh nói với các bạn trước đây rồi nó có giá trị cao trong cái việc để sau này các bạn nối nối âm. Tiếng Anh nó có một cái khái niệm là nối âm, tức là nó nối từ chữ này sang chữ kia, âm thanh ấy. Nó nối từ chữ này sang chữ kia. Thì nếu mà muốn nối các bạn, âm cuối cùng là quan trọng nhất. Các bạn phải phát âm được âm cuối cùng thì cái âm thanh của chữ cuối cùng này sẽ tự động bật sang cái, nó sẽ nối sang âm thanh của chữ tiếp theo. Đó, về các bạn sẽ phải phát âm cho nó cẩn thận nhé. Cái nguyên tắc của việc phát âm rất dễ, các bạn chỉ cần đọc đúng đủ, không có đọc thừa không đọc thiếu. Đó, và muốn làm chủ được nó thì sau này các bạn phải phát âm nhiều lần, các bạn phải phát âm đúng được. Rồi bắt đầu. Từ nào không làm chủ được phát âm nhiều nhé. Làm chủ được cái phát âm 3 5 lần. Bắt đầu. Rồi, anh hỏi trước này. Thủy này.
tôi, ai cô ấy, sì dì chúng tôi, quy các bạn, du du chúng nó, sorry, họ, dì chúng tôi, quy nó. it Ok, các bạn sang câu thứ hai, câu đằng sau. Phát âm mỗi từ cho anh 3 năm này. Rồi, tháo ra. Tôi. Gì ạ? Không nghe rõ. Tôi. Me. Cô ấy. Her. Họ. Them. Chúng tôi. Us. 3 lần. Thêm S vào. Us. 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 Họ, Them. các bạn, You. you, you âm u chứ không phải you, Du du nó, du it chúng tôi lại, us cô ấy, her họ. them Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ có một số câu tiếng Việt. Anh sử dụng đại từ. Các bạn xác định cho anh đại từ đấy sử dụng như thế nào. Nào, bên đằng trước hay bên đằng sau, và đọc cho anh nhé. À, Thảo nào. Tôi thích cô ấy. Sử lý cho anh tôi và cô ấy đấy nhá. Chứ đừng có từ thích. Từ thích chưa? I, her, Cô ấy thích tôi. she, me, Họ cần chúng ta. they, us, Ba lần us, they, us, năm thứ us anh 3 lần, sau này các bạn đọc chắc em sẽ thiếu. us, 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 Chúng ta cần họ. chúng ta cần họ đúng không? Ừ. We, them. Cậu ấy, rồi cậu ấy biết tôi. He, me. Tôi biết cậu ấy. I, him. Ok. Bây giờ anh sẽ hỏi lẫn cả danh từ và đại từ và các bạn xử lý cho anh 2 loại từ ấy nhé. Ngọc nào. Cô ấy là một sinh viên. She Student là hãy cho để xử lý một mình đi. Đây là một sinh viên mà. she or Họ cần tiền. they money. Cô ấy biết sinh viên đó. À không, tôi biết cô gái đó. I, the Cô gái đó là Lan. she, Không, cô gái đó không phải cô ấy. Cô ấy là cô, nhưng cô gái đó là danh từ. the girl, Ok, the girl Lan. Họ... Họ... Cần thời gian. daytime. Time. Một chai. Anh thích Time. okay. Time. Time. Ừ, rồi, ok. Rồi, vậy xong đại từ nhá. Loại thứ từ thứ ba. Quan trọng nhất trong tiếng Anh là động từ. Các bạn phải nhớ là động từ
không chỉ trong mỗi tiếng Anh mà trong tất cả các ngôn ngữ, động từ sẽ luôn là xương sống của cái ngôn ngữ đấy. Lý do là gì? Câu phải có động từ. Đó. Mà động từ thì trong tiếng Anh các bạn sẽ là công cụ để tạo ra tất cả các loại câu, và toàn bộ mọi thứ sẽ liên quan đến động từ hết. Động từ sẽ dùng để tạo câu. Bởi vì Ngọc tắt mic của anh. Bởi vì câu sẽ có động từ, thế nên các bạn sẽ có, tí nữa thì các bạn sẽ học tạo câu thì các bạn sẽ dùng động từ để tạo câu đơn giản này. Sau khi câu có câu mà có động từ rồi, các bạn đi thay đổi hình dạng của động từ, gọi là chia động từ này. Đó, đây vẫn liên quan đến động từ, và toàn bộ cái kiến thức chính của tiếng Anh liên quan đến hết phần chia động từ. Đó, nên các bạn sẽ động từ sẽ là quan trọng nhất. Sau đó các bạn đã có câu đơn giản và chia được đúng động từ rồi, các bạn ghép nó lại với nhau thành câu phức tạp. Câu phức tạp nó là câu có từ hai động từ mà đã được chia trở lên thì các bạn sẽ gọi là câu phức tạp. Thế nên các bạn thấy toàn bộ xương sống của tiếng Anh từ cái thời điểm các bạn học động từ trở đi đều nằm trên động trên trên kiến thức của động từ hết. Thế nên là động từ là thành phần quan trọng nhất trong tiếng Anh. Nói chung tiếng nào cũng thế thôi, câu phải có động từ nên là động từ sẽ là thành phần quan trọng nhất. Đó. Rồi, bây giờ động từ trong tiếng Anh sẽ sử dụng như thế nào? Đây, động từ thứ nhất là về cơ bản là nó sẽ chỉ chuyển động. Đây. Về phân loại động từ trước, động từ trong tiếng Anh nó sẽ có ba loại mà có hai loại chính. Là loại đầu tiên là nội động từ. Nội động từ tên trong tiếng Anh của nó như này, và thường nó viết tắt là chữ Y của cái chữ này này. Hoặc là chữ VI, anh hay dùng chữ VI. Còn trong từ điển các bạn sẽ thấy là nó sẽ ký hiệu cho các bạn chữ Y, ví dụ như chữ gì bây giờ, như chữ come đi. Đó. Các bạn sẽ thấy nó có chữ Y ở cuối này. Đó. Đây nó báo là nội động từ. Thì nội động từ nó là những cái động từ mà nó không tác động vào sự vật nào cả. Đó, ví dụ như các bạn nói là tôi đến, cô ấy đi, nó đến đấy là được. Nhưng mà ngược lại của nội động từ là ngoại động từ, là ký hiệu là VT hoặc là một mình chữ T này. Thì những động từ này nó có tác động vào đối tượng khác. Đó, ví dụ như các bạn nói là tôi có không được. Thì có cái gì? Tôi có tiền. Biết thì phải tôi biết cô ấy chẳng hạn. Nói, cô ấy nói cái gì? Nói tiếng Anh chẳng hạn. Đó. Những động từ này nó còn tác động vào một đối tượng khác, nên là khi sau này các bạn đặt câu các bạn sẽ phải thêm một đối tượng các bạn đằng sau đó. Thế là nội động từ, à, ngoại động từ này các bạn sẽ là những động từ nó có tác động vào sự vật khác đó. Nên là đấy là cái định nghĩa. Đa phần các bạn có thể dựa căn cứ phân biệt các loại động từ bằng cách dựa vào định nghĩa này. Còn đúng tất nhiên các bạn vẫn phải dựa vào từ điển. Đó. Có từ nó sẽ ghi là với Y, có từ nó sẽ ghi là với T, có từ thì dùng được như với Y cả như với Y với T. Ví dụ như các bạn có từ đây nhỉ, từ love chẳng hạn này, thì nó sẽ ghi ở đây mỗi là V thôi, nhưng mỗi nghĩa này này nó sẽ có thể là một loại V khác nhau. Em ví dụ các bạn sẽ thấy là đây là với T này, với T này, đó với T này, từ love thì phần lớn chỉ có với T thôi. Đó, ví dụ như là từ 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 no chẳng hạn này, thì nó ghi ở đây là với T, nhưng các bạn sẽ thấy có những trường hợp nó dùng như với Y. Đây này, nó trường hợp này dùng cả với IVT này. Đó, này cả với IVT này. Thì trường hợp nào mình dùng biết nghĩa nào thì cái này thì nó chỉ dùng như VT. Đó. Thì bây giờ các bạn học cho anh một số còn cái loại thứ ba, loại liên động từ, loại này thì không có nhiều, phải học thuộc. Học thuộc cho anh một nhóm khoảng 5 động từ này thôi. Đó. Bây giờ quan trọng chính là VI và VT. Phần lớn động từ trong tiếng Anh nó là VI và VT, còn liên động từ nó chỉ có khoảng cỡ đâu khoảng 10 động từ, anh sẽ cho các bạn 5 này rồi. Còn sau này các bạn học kỹ năng mà có gặp động từ nào thì anh sẽ cho thêm. À, nên là phần lớn là học cho anh VI, VT. Đây, các VI đây. Từ go cho đến sleep, phát âm cho anh mỗi từ 3 đến 5 lần. Đó. Phát âm để làm chủ được phiên, à, để làm chủ được cái phát âm của mình luôn nhá. Rồi, bắt đầu. Từ nào mong quen để phát âm nhiều lần. Rồi, ok. Em hỏi Thủy nhá.
đi, Go. tới đến. Quên đi rồi. Come, come. Rồi, học tập. Study. Chạy. Run. Ở lại. Stay. Bơi. Swim. Làm việc. Walk. Ngủ. Sleep. Chạy. Run. Chờ đợi. Wait. Sống. Live. Ok. Ngủ. Sleep. Sang với T này. Phát âm nhanh mỗi từ 3 năm lần. Từ cuối cùng là trông thấy, nhìn thấy. Rồi, ok. À, Thảo nào. Có. Have. Thích. Learn. Phát âm Like. là Like. làm. Work. À, sorry. Làm chứ không phải là làm việc nhé. Làm là sẽ cần đối tượng, còn làm việc thì không cần. Ví dụ tôi làm việc Do. thì ở đu trông thấy, nhìn thấy. See. Cần. Need. Mua. Buy. Học. Learn. Yêu. Love. Nói. Speak. Ok. Rồi bây giờ Ngọc, anh sẽ hỏi lẫn về I và về T. Nói cho anh xem động từ là gì và về I hay về T. Ngủ. Sleep. O-E. Cần. Need. E. Đâu cần, ví dụ tôi cần tiền. V. V. Sống. Leave. Leave. V. Cái gì? V. Không, live là vì tôi sống. Được không? Chạy. Run. E. Biết. No. V. Làm việc. Work. E. Làm. Do. V. Yêu. Love. V. Em nói là V hay là T đấy? V. V em nói là T hay là I? Với T với I. V nó chỉ là động từ thôi. Còn T, T thì nó À, là ngoại động từ, còn I là nội động từ. T. Với T đúng không? Trong D. C. E. đâu, tôi trông thấy cô ấy có đối tượng đấy. No. Cái y V. T. t ừ, t Like. T. like t.
Rồi bây giờ học cho em một cái nhóm nhỏ VL này. VL này là tên tiếng Anh gọi là linking verb. Cái VL này nó không để nói về cái đối tượng đằng sau mà nó dùng để mô tả chủ ngữ. Cái ví dụ các em nói là tôi là Thanh chẳng hạn thì Thanh chính là chủ ngữ chứ không phải là đối tượng của từ là. Rồi cô ấy trở thành giáo viên thì trở thành là giáo viên là đối tượng là chủ ngữ, mô tả chủ ngữ chứ không phải là giáo viên là đối tượng của từ trở thành. Đó. Đấy, này từ này những từ này chuyên để mô tả. Cô ấy cảm thấy buồn, buồn là mô tả chủ ngữ cô ấy chứ không phải là buồn là đối tượng của từ cảm thấy. Nên cái loại này chuyên để mô tả chủ ngữ nó khác. Phát âm cho anh mỗi từ 3 5 lần. Rồi, em hỏi nha. Thủy nào. Là thì Be, trở nên trở thành become, cảm thấy feel, nom trong em quên mất từ này. look, ví dụ Look, nom rất là trẻ thì look. look, Rồi có vẻ seem. cảm thấy là Feel. biết làm No. sao rồi đấy lẫn vào những cái kia. Rồi bây giờ nhá, động từ trong tiếng Anh nó sẽ có 3 loại như thế này, thế nên tất nhiên câu thì phải có động từ thì có 3 loại, nên chắc chắn một điều là tiếng Anh chỉ có 3 câu đó. Câu 1 các bạn sẽ chỉ sử dụng với y là nội động từ, mà nội động từ thì nó không có cái đối tượng, nó không tác động một cái nào, nên câu 1 các bạn chỉ cần chủ ngữ và với y là xong. Câu 2 các bạn sử dụng với t, với t thì nó tác động vào sự vật khác, thế nên phải có cái nêu cái sự vật đấy ra. Sự vật đấy tên trong tiếng Anh nó gọi là tân ngữ, và khi nó bị tác động trực tiếp thì người ta gọi là tân ngữ trực tiếp, gọi là tân trực đó. Nên các bạn sẽ có câu 2 là chủ ngữ với t tân trực, câu 3 là dùng cái thành phần vl để bổ nghĩa cho chủ ngữ hay gọi là mô tả chủ ngữ, thì sẽ thêm cái thành phần bổ nghĩa đấy vào, nó gọi là bổ chủ, tức là thành phần bổ nghĩa cho chủ ngữ. Các bạn sẽ sinh ra 3 câu là chủ ngữ VL bổ chủ. Và 3 câu này các bạn sẽ sử dụng trong toàn bộ chương trình của các bạn từ này về sau. Đó, đây là các bạn trong tổng quát anh cho các bạn 3 câu. Đây là thành phần chính các bạn sẽ dùng để tạo ra câu. Sau đó là các bạn sẽ mở rộng sau, các loại từ khác sẽ dùng để mở rộng. Đó, bây giờ anh sẽ có một số câu tiếng Việt. Các bạn xác định cho anh đến là câu 1, câu 2 hay câu 3. Ok. Từ gì nhỉ? Ngọc trước này. Tôi chạy. Có một Một hai con. Họ làm việc. Họ làm việc. một Cô ấy học tiếng Anh. hai Họ biết tôi. hai Chúng tôi cần tiền. hai Cô ấy là một giáo viên. hai Là ba tôi trông thấy cô ấy. hai Họ cảm thấy buồn. ba Chúng tôi chạy. một Ok, rồi. Tí nữa các bạn sẽ sang tiếng Anh, các bạn xác định câu dành sau. Bây giờ trước khi vào đặt câu trong tiếng Anh, các bạn sẽ có một số nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên liên quan đến việc sử dụng đại từ. Đại từ thì các bạn biết là nó có hai cách dùng, là trước động từ các bạn dùng cột bên này, sau động từ các bạn dùng bên này. Thì bây giờ khi vào câu các bạn sẽ thấy là trước động từ bây giờ là chủ ngữ, thì sẽ dùng cột bên trái. Đó là cột 1. Còn bây giờ sau động từ là tân trực và bổ chủ các bạn sẽ dùng cột 2. Ví dụ như các bạn nói là tôi ngủ thì tôi là ai, tôi thích cô ấy thì tôi ở đây là cột đằng trước là tôi là ai, thích là với t và cô ấy là tân trực, các bạn sẽ phải dùng cột sau là cột hơ này, tôi cô ấy. Cái nguyên lý này là nguyên lý đầu tiên. Thứ hai là riêng với động từ nào mà đi với he she it là ba cái ngôi mà anh in đậm này này đó,
thì nó sẽ có khác một chút, nó bị biến đổi về động từ là các bạn sẽ phải thêm s vào đằng sau đó. Như vậy có trong tiếng Anh sẽ có hai cái thêm s vào chuyển sang nghĩa những của danh từ, cái này áp dụng cho danh từ. Còn trường hợp thứ hai là thêm s vào đằng sau động từ đi với cái chủ ngữ là he she it đó, he she it. Ví dụ như bình thường các bạn nói là gì nhỉ, tôi đến, các bạn nói là I đi với come, anh ấy đến thì các bạn come phải thêm s vào như này. Đó, cô ấy đến cũng phải thêm s vào, nó đến cũng phải thêm s vào. Đó, còn các ngôi khác thì không phải thêm s. Đó, cái nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các động từ trong tiếng Anh. Tuy nhiên có những trường hợp nó khác thì tính sau nguyên tắc cơ bản áp dụng tất đó. Đó. Thêm s này các bạn đọc y hệt như thêm s, à cái cách đọc s của số nhiều. Bây giờ anh sẽ thêm một số động từ à, chủ ngữ với động từ. Các bạn xác định cho anh khi nào thêm s vào động từ nhá. Ví dụ như tôi sống thì các bạn nói là I live. Nhưng cô ấy cần thì các bạn sẽ phải là she needs. Đây tận cùng bằng D thì các bạn phải đọc con Z. Ok, Ngọc nhé. À vừa nãy Ngọc rồi, à, tôi đừng Ngọc, cứ Ngọc đi. Họ làm việc. They works. Thì có S. He she it Yeah. thôi. Còn they work. They Lại. work. Cô ấy mua. She buys. Họ ở lại. They stay. Tôi chạy. I Cậu ấy trở thành. run. He becomes. He becomes. Ok. Nó sống. It lives. Cô ấy trông thấy. À thôi thôi thôi, thôi. Họ trông thấy. They see. Cô ấy học. She Ok, rồi. Có một vài trường hợp các bạn sẽ không thêm s vào sau động từ mà nó biến đổi hẳn thành chữ khác. Là bốn trường hợp này. Bốn động từ là có, làm và đi. Nó sẽ bị biến đổi khác. Ví dụ từ be sang he she it, các bạn không phải thêm s vào đây thành be giờ mà các bạn biến thành chữ này. Đó. Với chữ I thì nó biến thành chữ này và you with they thì nó biến thành chữ này. Chứ nó không còn là nguyên chữ be nữa. Nó bị đổi hẳn thành chữ khác. Chữ have này cũng thế. Đi với he she it thì nó không phải là thêm s vào đằng sau e này mà nó biến thành chữ này. Các chữ khác thì giữ nguyên. Chữ go cũng thế. Không phải thêm s mà nó thêm hẳn s luôn và đọc cái này là goes. Do thì nó không thêm s vào đằng sau mà nó thêm hẳn s và nó biến đổi luôn về phiên âm. Không phải đọc là do nữa mà đọc là thành chữ này. Das. Bây giờ các bạn luyện cho anh từng động từ một, về động từ be trước. Thì có i này, có em này, có are này, đi với từng chủ ngữ khác nhau. Các bạn phát âm cho anh mỗi cái trường hợp biến đổi này thành một từ và các bạn đọc cho anh mỗi từ này 3 lần. Mỗi từ be đấy nhá. Và bắt đầu. Rồi, anh hỏi trước Thủy. Tôi là. I am. Cô ấy là. She is. Họ là. They are. Chúng tôi là. We are. Cô ấy là. She is. Y của em 3 lần. Is. 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 Tôi là. I am. Nó là It is. sai, it không có It. s, It. em nghe có s không, âm của em ấy It. đó, thế mới đúng 3 lần. It. It. Nó là E. It is. is, It is. is của em vẫn có s đấy nhá, it Vâng. is It is. đấy, không nghe không, tự nghe thì có thấy s đấy, It. kiểm soát cái lưỡi của mình, It. it is. It. It is. Đó. Rồi lại lần nữa. It is. Rồi, it is. It is. It is. Không It có. is.
Rồi, thôi được rồi, tạm chấp nhận vài lần câu tính tiếp, sai lại sửa. Gì nhỉ? Các bạn thấy này, các bạn sẽ trong quá trình luyện các bạn sẽ dựa vào phiên âm, bây giờ các bạn biết bản chất của nó rồi, biết phải cần phải làm gì rồi thì các bạn thấy nó dễ. Cái vấn đề còn lại là các bạn sẽ phải sửa từng cái lỗi nhỏ nhỏ một, sai thế nào thì anh sẽ sửa cho. Đó, nó sẽ là phản xạ của các bạn. Thì các bạn dùng nhiều rồi mà. Nên nó có những cái phản xạ sai rất lâu, sửa cũng lâu. Đó. Chữ thứ hai là chữ have thì các bạn sang he she it thì nó sẽ đổi thành chữ này. Chữ has. Đó. Phát âm cho anh cái chữ này 3 lần. Các ngôi còn lại thì giữ nguyên. Rồi. Thảo. Tôi có. I have. Cô ấy có. She has. Nó có. It has. À, chúng tôi có. We have. Cậu ấy có. I Cậu ấy. Nhưng mà... have. She Cậu ấy là he mà. has. He has. Ok. Sang từ go. Đi với he she it nó thêm es, và đọc thì các bạn đừng nghĩ, đừng có thấy là nó thêm es và các bạn sợ, đọc như đọc thêm z thôi đó, đừng có đọc thành go xong rồi chuyển thành thêm es, đọc thành g giờ không phải đâu, nó vẫn đọc là go nhưng thêm chữ z vào là goes, thế thôi. Nhiều bạn cứ thế thêm es vào, không phải là cứ tắt thêm es, các bạn đọc thành cái âm nó lạ lắm đó, đọc đây phiên âm của nó vẫn là go thêm z thôi. 3 lần rồi Ngọc nhé. Các người khác thì giữ nguyên. Tôi đi. I go. Cô ấy đi. She goes. Nó đi. It goes. Nó, Z ở đâu ra đấy? À ừ nhỉ, quên Z, ít, quên. Họ đi. They go. Chúng tôi đi. We go. Cô ấy đi. She goes. Rồi, ok. Từ do với he, she, it thì nó thêm es và không đọc là do nữa mà đổi hẳn thành phiên âm thành does. Các bạn phát âm cho anh 3 lần. Rồi. Quay lại Thủy nào. Cậu ấy làm. He Does. does. Thêm Z còn lại. Does. 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 Nó làm. It does. Họ làm. They do. Chúng tôi làm. We do. Các bạn làm. You do. Ok. Giờ anh lẫn 4 từ này. Thảo. Tôi có. I have. Cậu ấy là. He has. He 3 lần. Is thêm Z vào. is. He is. Nó đi. It Đấy, vì thấy goes. It goes. đây là cái mà anh nghĩ nhiều bạn sẽ gặp phải. Các bạn cứ thấy chữ go này thêm thêm es và các bạn lo cái phiên âm của nó thành khác, nó vẫn là go, chỉ thêm đọc thêm z thôi. Rồi lại nó đi. It Họ có. goes. Có họ cơ mà. Has hay have? Rồi. Cậu ấy làm. Thì cậu ấy chứ không phải cô ấy. She does. Does. He does. 3 lần chữ does cho anh. Does. 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 Rồi. Cô ấy làm. She does. Cô ấy là. She is. Đấy, lại thấy y thiếu vấn đề chưa? Z vào. She Rồi. Tôi là. is. I am. Rồi. Ngọc. Cô ấy có. She has. Nó là. It is. Họ là.
They is. Họ gì? Ba lần they They are. Chúng tôi đi. we go. Cậu ấy đi. He goes. Cô ấy làm She does. 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 Họ làm, They do. họ là, They ờ are. à, lại muốn ba lần nữa hả? Chúng tôi có. We have. Ok rồi, anh sẽ đảo lẫn tất cả các động từ, các bạn để ý cho anh ghi sheet nhé. Nó có thay đổi, bình thường là thêm s, còn trừ là be, have và do và go ra thì nhớ cái cách thay đổi của nó bên dưới nhá. Rồi. Tôi cứ để cho các bạn đi. Tôi sống, à, từ từ nhớ xem là Thủy. Tôi sống. I live. Cậu ấy yêu. He loves. Thêm s vào nhá. He loves. He loves. Loves. Họ chờ. They wait. Cô ấy cảm thấy Sit through this. đó, cái này phải lập tập thành thói quen, vì người Việt Nam không có thói quen thêm s hay biến đổi động từ, biến đổi từ. Thì học tiếng Anh mình phải học đổi cái thói quen là cứ he she it là mình phải để ý là động từ sẽ phải thêm s. Cô ấy có vẻ, She seems. chúng tôi chạy, We bạn là, run. ok, Thảo nào, cậu ấy làm, He làm là làm từ work hay là làm từ làm việc? À, làm đúng không ạ? đấy, thiếu trả lời rồi đấy. He does. He He does. does Nó có cách đọc là đơn, nhưng mà bây giờ anh cứ cho does thì các bạn phải đọc cho ra cho anh nhé. Vì đấy là động từ thì sau này nó có liên quan đến trọng âm nữa. Nó phải đọc mạnh. Does lại. he does Tôi trông thấy. I see Họ biết. they know Cô ấy đến. he comes. He, she, it, động từ thêm s. He comes. Cậu ấy đi. He goes. Anh chưa nghe thêm z nào đâu. He Rồi. Tôi thích. goes. Thích. I love. I Mà thích, yêu em đọc là lớp à? Nhìn phiên âm đọc lại cho anh ba lần đi xem nào. like. Love. 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 Đấy, sửa mấy cái cơ bản này phải sửa nhiều phết đấy. Cô ấy ngủ. She sleeps. Ok, she sleeps. Rồi, xong cái đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba là về trọng âm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bàn về trọng âm. Trọng âm là nó sẽ phân theo loại từ. Hiện tại các bạn đã học được 3 loại từ là danh từ, đại từ và động từ. Thì danh từ và động từ là trọng âm chính, là trong câu nó sẽ có trọng âm, tức là đọc và nhấn mạnh. Còn đại từ thì không có trọng âm, đọc lướt. Thêm hai cái từ nữa là từ ơ với từ dơ. À, các động từ có trọng âm trừ động từ be nữa nhá. Các loại không có trọng âm thì ngoài đại từ còn có hai từ ơ dơ thì tên trong tiếng Anh còn nó có tên riêng gọi là mạo từ. Hai cái từ ơ dơ thì cũng không có trọng âm. Rồi, nối âm, cái phần này là một phần kiến thức liên quan đến đọc câu. Thì nối âm nó sẽ tự xảy ra khi các bạn đọc đúng, và điều kiện thứ hai là phải phát âm đủ nhanh. Ví dụ nhé, trước đây các bạn là hay đọc là từ like cái với từ ít này đúng không? Cô giáo hay bảo là đọc là like, nối sang chữ K sang đọc là like it, đọc là I like it. Đấy là cái cách dạy sai, bởi vì các bạn muốn đọc được từ thì các bạn có phiên âm đúng không? Các bạn đi phiên âm một từ like nó như thế này và từ ít thì nó như này. Đấy, tạm thời không viết được cái chữ phiên âm ra thì các bạn thấy chữ like nó động từ đấy. Rồi chữ like nó viết là âm K này, rồi cho vào Word thì các anh mới viết đi.
À, bây giờ anh tạm thời lấy chữ like và chữ ít này làm ví dụ cho các bạn đi. Chữ like thì phiên âm nó như này. Chữ ít phiên âm nó như này. Rồi. Bây giờ nối âm này ngày xưa cô giáo bảo lấy chữ K nối với chữ Y thì mình bảo chữ E đâu không nối. Thì các bạn thấy nếu mà nhìn phiên âm thì các bạn rõ ngay vấn đề, bởi vì tất cả những cái gì liên quan đến âm thanh của mồm các bạn ra gồm kỹ năng đọc. Sau đó nghe âm thanh các bạn cũng phải dựa vào phiên âm hết. Thế bây giờ các bạn thấy đọc chữ like này các bạn đọc đúng, các bạn phải đọc là like. Chữ ít này đọc đúng phải là ít. Thế muốn nối âm thì các bạn phải đọc đúng là một và đủ nhanh là hai. Nếu các bạn đọc chậm thì nó không nối đâu. Nối âm là quá trình tự nhiên chứ không phải do cố tình nối. Các bạn chỉ cần đọc đúng là được. Bây giờ anh sẽ đọc đúng cho các bạn thấy nhé. Like it. Sau đó anh sẽ đọc nhanh dần để các bạn thấy khi nào nó đủ nhanh nó mới tự động nó nối. Like it, like it, like it, like it, like it, like it, like it. Các bạn thấy không? Nhanh dần thì âm thanh của chữ K nó sẽ tự động nối sang chữ Y. Còn chậm thì nó chỉ có like it. Chứ các bạn đọc chậm mà các bạn đọc bằng like kit thì nó thành chữ khác rồi. Nó thành chữ này, chứ nó thành chữ này với một nghĩa khác hoàn toàn khác rồi. Đó, chứ không phải là thành chữ này nữa. Nên là không thể nào có nối âm là việc các bạn cố tình nối, nó phải là tự nhiên. Và các bạn phải đọc đúng, phải đủ nhanh. Like it, like it, like it, like it. Nhanh là sẽ tự động nối. Thế là cái này anh không quan trọng lắm với các bạn, anh chỉ yêu cầu các bạn là đọc đúng cho anh. Câu thì nó sẽ tự động nó nối. Còn không đúng thì nó sẽ không à không 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 đúng thì nó sẽ không có cái mà nối, và thứ hai là nó không đủ nhanh, nó cũng không nối được. Đó, đây là xong bốn cái đặc điểm, tí nữa các bạn sẽ áp dụng vào việc đặt câu. Bây giờ chứ cũng chả phải tí nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vào đặt câu nhá. Khi đặt câu anh sẽ có một câu tiếng Việt. Các bạn xác định cho anh câu mấy, đọc cho anh sơ đồ và viết cho anh, điền cho anh một cái sơ đồ đấy. Ví dụ như câu tôi ở lại là câu 1. Câu 1 sơ đồ của nó là chủ ngữ với y. Sau đó các bạn điền chủ ngữ là ai, với y là stay. Sau đó cuối cùng là các bạn đọc trọng âm. Trọng âm thì đại từ không có trọng âm, động từ có trọng âm. Thì cuối cùng các bạn sẽ đọc lướt từ ai và stay, không nghỉ ở chỗ này. Không nghỉ thì các bạn sẽ có trọng âm ở đằng sau. Còn các bạn nghỉ là sẽ có trọng âm vào từ ngay này. Ai không có trọng âm bắt vào stay, I stay. Đó, I stay. Và các bạn làm tương tự cho anh như vậy với những câu khác. Rồi, sẽ bắt đầu đặt câu. Đầu tiên anh sẽ cho Thủy đặt trước đi. Nhớ là he she it, động từ các bạn phải tự thêm s vào cho anh luôn. Họ bơi. Đầu tiên xác định cho anh câu mấy. Câu 1. Sơ đồ câu 1. Chủ ngữ cộng với lại Y này. VI ạ. Chủ ngữ với Y này, chủ ngữ với T tân trực, chủ ngữ với L bộ chủ. Câu này chủ ngữ với y đúng không? Rồi điền cho anh chủ ngữ. Dày. Với y. Swim. Rồi bây giờ tiếp theo xác định trọng âm. Dây là đại từ có trọng âm không? Đại từ có trọng âm không? Không. Rồi, swim động từ có trọng âm không? Có. Đó, đây này. Hiện tại các bạn mới học cái động từ thì có danh từ và đại từ có trọng âm thôi. À sorry, danh từ và động từ chứ. Rồi đọc lướt cho anh từ dây và swim, đọc trọng âm câu. Dây swim. Dây nhẹ swim giống như một cái nhẹ, cái mạnh giống trọng từ ấy. Bây giờ các bạn dây swim, dây swim đây là trọng dây swim và động từ dây swim, dây swim. Đọc gọn, ngắn gọn rõ ràng. Dây swim, dây swim, đừng có dây mạnh, dây nhẹ đây. Dây dây swim lại, dây swim. Ok, dây swims. Tiếp theo, đây là với những cái bạn nào đặt câu với anh thì anh cần phân tích. Còn những bạn nào mà không cần phân tích, các bạn mà nghe câu ấy, các bạn có thể ghép luôn ra thành câu. Nhưng với điều kiện là các bạn đặt câu đấy phải khoảng 2 hoặc 3 lần. Lần đầu các bạn ghép câu, ví dụ như trong lúc anh đang phân tích với các bạn ấy, thì các bạn sẽ đọc là they swim, đúng không? Các bạn tạo câu, sau đó các bạn đọc trọng âm. They swim, lặp vài lần cho nó quen. They swim, they swim, they swim. Đó, thì sau này các bạn sẽ nghe, thì các bạn đừng đọc là they swim, đấy là tiếng Việt. Tiếng Việt trọng âm nó dàn đều, từ nào mình cũng nghe được. Nhưng tiếng Anh nó chỉ có một số từ các bạn đọc mạnh thôi. The swim. Các bạn, nếu mà các bạn nghe người thực sự người ta sẽ nói the swim. Chữ dây nhẹ lắm. Nên các bạn chỉ phải đọc nhấn vào swim, tập cái thói quen của tiếng Anh nhấn trọng âm từ đi. Rồi, tiếp theo. Thảo nào. Cô cần tiền. Câu. Câu thứ loại thứ hai ạ. Sơ đồ câu 2. Chủ ngữ cộng với T cộng với lại tân trực ạ. Rồi, chủ ngữ. Sì. T.
Need. Đây, nếu mà he she it bước này các bạn thêm s thì thêm luôn cho anh, đọc thêm chữ s là anh sẽ tự nghe được và anh sẽ tự thêm cho các bạn. Còn không có chữ s Needed. needs. Needs. Rồi. Tân trường. Money. Rồi. Trọng âm suy có trọng âm không? Không. Man needs có không? Động từ có không? Không. Hai loại có trọng âm là gì? Hiện tại. À, đại từ và động từ Hay nha. à, danh từ và động từ ạ. À. Động từ, động từ. Thế nít là động từ đúng không? Có trọng âm không? Money có trọng âm không? Có Rồi đọc cho anh hai trọng âm. Nào các bạn muốn có trọng âm thì cứ sau trọng âm các bạn nghỉ một tí các bạn mới có ra trọng âm. Chứ còn đọc lướt là nó sẽ không có trọng âm. Đây câu này các bạn sẽ có hai trọng âm, tức là các bạn có hai nhịp. À, nhịp thứ nhất she bắt vào needs. Nhịp thứ hai thì các bạn nhịp cho money, đọc cho anh nhịp thứ nhất xem nào. xin need Thiếu s. xin need Rồi nhịp thứ hai. money Ghép hai nhịp với vào. She needs money. Rồi lần nữa. She needs money. Đọc nhanh hơn, gọn vào. She needs money. She needs money. She needs money. Need thiếu S, đọc lại. She needs money. Ok. Đấy các bạn cứ luyện như vậy dần dần. Nó sẽ tăng dần tốc độ của các bạn lên. À, ban đầu chúng ta cứ tập dần rồi chúng ta nhanh dần, không có việc gì có phải vội vàng. Giờ các bạn mới đang học tạo câu, đừng có vội vàng. Câu dài của các bạn, ví dụ cô ấy cần tiền và cô ấy cái gì nhỉ? Ví dụ anh ghép hai câu này, cô ấy là sinh viên chẳng hạn và cô ấy cần tiền, thì anh có câu cô ấy là sinh viên thì đấy tiện luôn. Ngọc cô ấy là một sinh viên. Câu có mấy Ngọc? Câu 1. Là động từ của mấy mà rồi có một. Câu 3. À, sơ đồ câu 3 của anh là gì? Chủ ngữ cộng VL này. L Rồi đến cái cộng bổ nghĩa cho chủ ngữ gọi là gì? tân ngữ. Đầu tân câu 2. Rồi thì lại sơ đồ câu 3 này. Tân trực. Câu 3, câu 3, câu 3, câu 3, sorry. Bộ bộ chủ. Rồi, đọc lại cho anh sơ đồ câu 3 một lần nữa. Chủ ngữ cộng VL cộng chủ ngữ. Chủ. She. Đọc lại sơ đồ đã, đúng sơ đồ đã. Câu này mình em sẽ sử dụng từ giờ đến cuối nên phải đọc đúng. Câu 3 đọc lại đúng Chủ ngữ. là gì? Chủ ngữ cộng VL cộng bổ ngữ. Đọc đúng cho anh cái từ bổ chủ đi. Đây này. Bộ chủ. Ra bộ ngữ cũng được nhưng mà dùng này chung cho nên mọi người dễ hiểu với nhau đi. Rồi. Sơ đồ câu 3 đọc lại cho anh xem. Chủ ngữ cộng VL cộng với bộ chủ. Chủ ngữ điền vào cho anh. She VL. is Bộ chủ. student. Sai. Student là danh từ CM là không được dùng một mình, nó có một sinh viên em xử lý à? A Rồi, trọng âm she có không? student. Không. Y động từ be có trọng âm không? Không. Ơ có không? Không. Student có không? Có. Đọc cho anh lướt từ she từ is ơ đến tận stu em mới được nghỉ một nhịp vào student. À, còn đến tận hết student em mới được nghỉ. Đọc lại nghe thôi. She is Rồi lần nữa. a student. Rồi đó. Bây giờ anh ghép câu này với lại cái câu vừa nãy các bạn nói là gì nhỉ? Cô là sinh viên và cô ấy cần tiền chẳng hạn. Đó, thì she needs money. Câu vừa nãy là của Thảo chẳng hạn đây. Thì nếu các bạn thấy cái câu này thực ra câu dài của các bạn nó là ghép vào hai câu ngắn. Nếu các bạn đặt đúng câu ngắn thì các bạn sẽ đọc được thôi. Ví dụ như câu vừa rồi của Ngọc là she's a student. Câu thứ hai là she needs money, ghép vào với nhau bằng từ và chẳng hạn. Từ và trong tiếng Anh là từ này. Đây từ nối sau này. Các bạn sẽ được một câu dài. She's a student, she needs money. She's a student, she needs money. Đó các bạn sẽ được câu dài nên đừng có lo về câu dài.
Đặt được câu ngắn là các bạn sẽ ra được câu dài thôi. À, ok, tiếp theo. Quay lại Thủy đi. Cậu ấy làm việc. Câu. Câu số 1, chủ ngữ Ừ. cộng VI. Rồi. Chủ ngữ. Work at he VI. works. Đúng rồi, đấy thêm mét luôn đây. Trọng âm. He works có trọng âm. Works. Đọc cho anh bắt từ he và work anh xem nào. He works. Lần nữa. He works. Nhanh hơn. He works. Okay. Thảo nào. Họ cô gái đó. Loại hai ạ. À? Câu 2 đúng rồi, sơ đồ câu 2 của anh là gì? Chủ ngữ cộng với V, T cộng với lại tân trực ạ. Rồi, chủ ngữ. À? À, dây. Tân Lạnh. trường. Gờ. Cường. Rồi trọng âm. Gỗ. Dây có không? Không. Lai có không? Có Dơ có không? không Gơn có không? có Rồi như vậy ở đây thì em có hai trọng âm, hai nhịp. ừ. Rồi đọc cho nhịp thứ nhất, dơ bắt vào lai. À, dây bắt They vào lai. like Nhịp thứ hai. the girl. Ghép vào. They like the girl. Lần nữa. They like the girl. Nhanh hơn. They like the girl. Tiếp nào Ngọc. Cậu ấy trở thành một giáo viên. Câu. Câu 3. Sơ đồ câu 3. Chủ ngữ cộng VL cộng bổ chủ. Chủ ngữ He VL. becomes Đúng rồi, vô chủ. a teacher. Rồi bây giờ trọng âm luôn. Anh không hỏi từ nữa. Trọng âm của từ này nằm ở đâu? Nằm ở câu này. He và teacher. He á hả? Đại từ có trọng âm hả? Teacher Become có trọng âm. Động từ có trọng âm. become có Rồi, như vậy câu này có mấy trọng âm? hai. Become này. Nghỉ một tí. Tí. Đọc cho anh nhịp đầu tiên đi nào. Become a teacher. Từ từ, nhìn từng nhịp một em đọc vội nó sai. Become có chữ Z nữa, đọc cho đủ. He becomes a teacher. Từ từ, từng nhịp một. He becomes, nhịp thứ nhất. Đọc lại. Becomes a teacher. Đó rồi. Đọc lại cho anh câu đấy nó nhanh hơn này. He becomes a teacher. Thiếu Z. He becomes a teacher. Bình thường tốc độ nói của em là cái tốc độ này đấy hả? Cũng nói chậm. He Không, anh đang hỏi tiếng Việt của em ấy. Bình thường tốc độ tiếng Việt của em nói cũng phải tốc độ chậm này. Vâng, em nói chậm. Ok. Rồi các bạn nói theo tốc độ tiếng Việt của các bạn này. Anh hỏi xem các bạn tốc độ như thế nào. Tiếp theo, Thủy nào. Ông ấy mua một chiếc xe máy. Chiếc xe máy đi. Câu. Câu số 2, chủ ngữ cộng VT cộng tân trực. Rồi. Các bạn khác cứ đặt luôn câu ra và đọc đúng trọng âm nhé. Đọc đi đọc lại cho đúng trọng âm. Rồi Thủy phân tích cho anh chủ ngữ nào. He T. buys Đúng rồi đấy. Tân trực. a motorbike bike Nào đấy, phát âm a câu ra ba motorbike ba lần đi. motorbike 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 Trọng âm. bike và motorbike. Ok. Đọc cho anh nhịp thứ nhất, sau ba anh nghỉ tí. He buys Nhịp thứ hai. a motorbike. Ghép hai nhịp vào. He buys a motorbike. Lần nữa. He buys a motorbike. Nhanh. His bike.
He buys Ok. Thảo nào? Họ họ ngủ. nhân loại một ạ. Có một sơ đồ Chủ ngữ cộng VI ạ. chủ ngữ Dây ạ. đi. Sleep. À, trọng âm từ sleep. Đọc Sleep. dây em nghỉ lâu quá, dây bắt ngay vào sleep. Dây sleep. Ngọc cô gái à, quên. Chàng trai đó biết tiếng Anh Câu 2. Chủ ngữ cộng VT cộng với tình nhỉ? tân trực. Trực. Rồi đọc lại trong sơ đồ có hai nữa nhé. Ngữ cộng với VT cộng với Tân Rồi. Trực. Chủ ngữ. The boy. Boy. À chết. Quên quên quên. Cái danh từ mà các bạn số ít nó cũng tương đương với, thực ra cái đại từ các bạn này, cái đại từ he she it này này, nó gọi là ngôi ba. Tiếng Anh nó có ngôi, tiếng Việt cũng có ngôi. Ngôi một là người nói, ngôi hai là người nghe và ngôi ba là mình nói đến. Ví dụ như anh đang nói, anh sẽ là ngôi một, các bạn sẽ là ngôi hai. Và ví dụ anh nói đến ví dụ như là một chiếc xe máy chẳng hạn, thì cái đấy nó là ngôi ba, một chàng trai đấy là ngôi ba. Thì cái ngôi ba này nó nếu mà số ít, đây này các bạn thấy đều là một sự vật, he she it đều là một. Trên đây những he she it này trong ngôn ngữ người ta gọi là ngôi ba số ít. Thì áp dụng nguyên tắc này không phải dãy mỗi mỗi do he she it, mà tất cả các danh từ nếu mà các bạn gì nhỉ, nó nằm ở ngôi ba và số ít, các bạn cũng dùng nó như he she it. Ví dụ các bạn the boy, chàng trai đó này, không phải anh, không phải các bạn, đấy là ngôi ba và nó là một sự vật, trên đây cũng là ngôi ba số ít, nên là động từ các bạn cũng chia thêm s như bình thường. Vậy cái việc thêm s ấy thì ngoài he she it ra còn các danh từ số ít nhé, làm chủ ngữ các bạn cũng phải thêm s nhé. Rồi biết. Nose. Nose. English. Trọng âm. Boy. No. English. Ok. Đọc cho anh thử ba cái nhịp đấy xem. Boys. No English. No không có S, boy không có S, đọc lại. The boy knows English. Lần nữa. The boys know English. Ok. Rồi, ok. Hôm nay các bạn học đến đây thôi, hôm sau các bạn sẽ à ở đây anh có một cái này anh gửi cho các bạn đã. Các cái loại từ này anh đã đưa hết lên một cái ứng dụng tên là Memrise. Cái này trên app cũng có và trên web cũng có. Anh sẽ gửi cho các bạn cái link của cái phần từ này. Các bạn về các bạn luyện cho anh ở trên này trước để hôm sau các bạn sẽ học các loại từ khác, để anh có danh từ U này, danh từ C, danh từ U, đại từ, nội động từ, ngoại động từ và liên động từ các bạn đã học bên đây rồi. Đó. Hôm sau các bạn học tiếp cho anh các loại từ khác. Ở đây anh có các bạn đâu nhỉ? Các bạn có loại từ khác, các bạn có tiếp theo là tính từ này. Xong rồi các bạn có đến trạng từ và giới từ này. Đó. Đây ví dụ như anh liên động từ anh cho đây này. Đây. Rồi tiếp theo các bạn sẽ học sang tính từ này. Đó. Thì khi học các bạn sẽ lưu ý cho anh một cái này. Hôm sau các bạn ít nhất các bạn học cho anh đến, nếu mà anh nghĩ là buổi hôm sau các bạn sẽ học đến tận giới từ đấy. Thế là các bạn sẽ phải học cho anh đến từ tính từ, trạng từ và giới từ. Học cái này nguyên tắc học như sau nhé. Vì các bạn học các bạn muốn đặt câu các bạn phải thoát ly được phiên âm. Thế nên là khi học cái trên cái ứng dụng hoặc trên cái link anh gửi này này. Các bạn cứ vào các bạn đăng nhập bằng Gmail hoặc tạo tài khoản đều được. Các bạn bắt buộc phải một điều cho anh là khi học các bạn phải đọc thành tiếng. Cứ nghe thì âm thanh các bạn sẽ đọc cho anh. Ví dụ anh học cho các bạn thấy nhé. Kích vào này. Boy. Đó, nó sẽ đọc cho mình. Và mình sẽ nhiệm vụ các bạn là nhìn vào phiên âm và các bạn đọc lại đúng âm thanh như cho anh. Boy. Boy. Cứ mỗi lần nguyên tắc đọc là cứ có nguyên tắc học là cứ có âm thanh, đọc theo âm thanh. Girl. Girl. Chọn đáp án này. Boy. Boy. Girl. 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 Friend. Đấy các bạn thấy âm đờ. Phải đọc theo đúng cái âm thanh của người ta. Friend.
Boy. Đó, bây giờ lại chọn đáp án không đọc. Boy. Boy. Friend. Friend. Student. Student. Girl. Girl. Đó, các bạn cứ học liên tục và nhiệm vụ của các bạn trong phần này các bạn phải học đến cho anh giới từ. Bởi vì là nếu các bạn học trước cái này các bạn sẽ tiết kiệm được cái thời gian học từ. Và mình sẽ đặt vào đấy, mình sẽ dành toàn bộ thời gian vặt câu. Nếu mà các bạn có thời gian thì học hết luôn cả cái liên từ cũng được. Nó sẽ mất của các bạn khoảng 30 phút học. Đó, thì học xong toàn bộ cho anh cả số này đi. Phần học này nó có một cái giá trị là nó còn lặp đi lặp lại để các bạn hình thành phản xạ. Đó, nên các bạn cứ học càng lặp nhiều các bạn sẽ càng phải phản xạ các bạn càng tốt thì đặt câu các bạn càng nhanh. Được chưa? Ok, thì anh sẽ gửi cho các bạn cái link này nhé. Và đăng nhập và sau đó là các bạn bắt đầu học. Học thì anh sẽ tiết kiệm được thời gian các bạn học từ, hôm sau các bạn sẽ đặt câu thôi. Rồi, hôm nay các bạn nghỉ ở đây nhé.